Và không biết rằng là liệu họ có thể duy trì được cái phong độ này trong bao lâu đây. Rõ ràng ở Matthew Vikendi này thì tôi vẫn đánh giá rất cao cái khả năng đi bo của Vikendi. Một cái lối tư duy đi bo cực kỳ là thoáng tới từ đội trưởng Ben Su. Trong cái đó thì với VinSignature, đương nhiên rồi, team có cho mình player duy nhất của giải. Tuy nhiên thì họ không phải là team đang áp chót ở bảng đâu nha, mà lại là Fiery Love, khá là bất ngờ. Và hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng trong tuần thứ hai này thì các thành viên của V-Signature có tiếp tục đem đến cho chúng ta thêm những cái bất ngờ nữa như cái ngày thi đấu cuối cùng của tuần tiên họ đã gây ra hay không đây. Và vừa rồi thì chưa hiểu vì gì mà Zini lại mất đi cả chút chút máu thế này, không có bất cứ một kẻ địch nào xung quanh cả, chắc là một tiếng bị ngã thôi, ngã từ trên một vị trí cao cao xuống từ Zini. Có thể là một pha nhảy dù lỗi nữa. Và ở đây chúng ta thể thấy được là khá may mắn cho Zini đấy chứ. Ngay quãng thời gian đầu đã có được cho mình mũ 3 và giáp 2 rồi. Thậm chí là có cả cho mình những cái giảm thanh tới từ cái khẩu M nòng hơi dài vừa rồi, có vẻ như là một khẩu M16. Vâng, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều đội tuyển đang ở hơi xa vòng bo một chút, như VinSignature, như là Gunner Master. Và cái quãng đường di chuyển vào bo của họ thì cũng không phải là thoáng đâu. Rất nhiều những cái tên khác đang ở trước mắt cả hai cái đội tuyển này. Trong khi đó thì ở một góc khác, FFQ đang ở khá gần đội Fiery Love rồi. Chính xa thì chỉ cách khoảng độ 300 mét mà thôi. Và mình cảm thấy là những cái thời điểm gần đây, những cái ngày thiếu gần đây thì Fiery Love và FFQ họ khá là duyên nợ với nhau ở thời điểm đầu. Thường thì hai đội tuyển sẽ chạm trán ra rất sớm mà thôi. Giờ thì chúng ta có thể thấy được Erod đang có khá nhiều lợi thế đúng không? Và cả các thành viên của Vgaming, của Hot Spring nữa. Khi mà cái cánh của họ gần như là không có ai. Còn với các thành viên của Crazy Dog, một trong những đội tuyển có lẽ cũng đã có quá nhiều cái kinh nghiệm thi đấu rồi. Rất nhiều. Những giải thi đấu trong nước họ đã gần như đều góp mặt. Và với kinh nghiệm của mình thì rõ ràng là các thành viên Crazy Dog tính thì hiện tại cũng chưa phải là tốt lắm. Thi đấu họ vẫn chưa phải là tốt lắm. Thứ hạng rõ ràng là chưa ưng ý đâu. Tôi nghĩ rằng là như vậy đối với các thành viên của Crazy Dog. Trong khi đó thì FFQ họ đã có cho mình một chiếc xe rồi và đang di chuyển thẳng ngay vào trong vòng bo. Họ không muốn chần chừ quá lâu ở ngoài bo nữa, và liệu rằng có đi qua vị trí thì phải đợi sẵn không đây, có thêm chiếc xe nữa rồi và chắc chắn sẽ lấy thêm xe thôi. Đi một xe thì Âu nó cũng sẽ là hơi mạo hiểm ở thời điểm này và sẽ là tách ra đến từ vị FFQ. Ở cái Matthew Vikenby này thì rõ ràng là nếu như có càng nhiều những cái lượng phương tiện thì sẽ là có thêm lợi thế dành cho team mà thôi. Vậy là đã đủ xe rồi nhá FQ rồi, nhưng Timber đang bị sấy vào. Khá là may mắn khi mà đó là một pha bắn của Kin 2K2 và nó không có một hit nào chính xác vào vị trí Timber cả. Chiếc xe đã bốc cháy rồi và Timber vẫn quyết định đi. Ôi! Và đó là một mạng khá là dễ dàng cho Kin 2K2, một tình huống mà quá lì lợm đến từ Timber để giữ lại một chiếc xe mà đã gần như là bị phá hủy tới nơi rồi. Tại sao không đợi những người đồng đội quay lại để cứu nhở? Một pha xử lý khá là lỗi tới từ Timber và lại là một game thi đấu FQ mất ngay cho mình một người quãng thời gian đầu. Có thể thấy rằng là ở ngày thi đầu tiên của tuần thứ hai cũng như là ngày thi hôm nay ở cái game đấu này thì FFQ họ đang có một chút gì đó hơi rời rạc và hơi thiếu sự gắn kết thì phải. Liên tiếp là những pha mất người lẻ từ cả ngày thi đấu trước cho đến tới hiện tại nữa. Và với chỉ còn 3 người thôi thì FFQ phần nào đó sẽ gặp khó khăn một chút so với những đội tuyển khác mà thôi. 6 phút thi đấu trôi qua rồi và chúng ta mới chỉ mất duy nhất đi cái tên Timber của FFQ. Một thành phố cực kỳ rộng lớn đối với Erod, và ở đây thì Ghe đang muốn vào khu vực hang động rồi, nhưng ở đây là có người nha. Vâng, liệu đã ai nghe thấy cái tình huống lộ footstep của Ghe vừa rồi hay chưa? Nên nhớ rằng Ghe đang ở một mình, không nên nổ súng trong cái tình huống này một xíu nào cả. Và tuy nhiên thì Ghe vẫn rất tự tin, bắn yếu được chun rồi, khoảng một máu còn lại mà thôi, khá là đáng tiếc và DOT cũng sẽ bỏ đi. Trong khi đó thì sẽ là một pha loot ở khu vực hang thính dành cho Ghe. Quyết định rất hay ho từ Ghe thôi, anh ấy biết rằng là đối phương cũng khó lòng mà mặn mà việc truy đuổi mình. Thế là một pha nổ súng suýt chút nữa thôi thì đã lên mạng ở chun rồi. Nhưng mà cái khu vực hang thính này khoảng thời gian những cái bản update gần đây thì nó đã nghèo đi khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì Crazy Dog ở một góc khác thì họ đang vào thiên vị của Hải Phòng Legend rồi. Một đổi một mà thôi, nhưng tiếp tục thì đó là Pharo knock out thêm ở Kaido nữa. Nhưng Pharo cũng đã nằm lại ngay sau đó bởi vướng. Và đó là một tình huống mà phía Crazy Dog họ quét sạch các thành viên của Hải Phòng Legend rất nhanh chóng mà thôi. Và Crazy Dog thì chưa mất bất cứ một ai cả. Mới chỉ là một pha bị knock out hai người và họ đã có thể làm được rồi. Chính xác rồi, Crazy Dog là một trong những đội tuyển có khả năng thủ nhà cực kỳ tốt. Trong khi đó thì quay trở lại với cái tình huống xử lý của Hải Phòng Legion, có lẽ là cái lượng phương tiện của họ hơi ít. Khoảng thời gian đầu thì Hải Phòng Legion loot cho mình ở khu vực Villa, một trong những khu vực trung tâm của map thì Myanmar này, và những cái hướng đi của họ sẽ là khá thoáng, nhưng có lẽ là một pha scout lỗi tới từ
vị trí scout của team Hải Phòng Legion đã khiến cho toàn bộ đội hình của họ bị clear một cách khá là đáng tiếc. Và rõ ràng rồi, với việc bắt được nguyên một đội hình như thế này thì Crazy Dog họ sẽ cải thiện được lượng trang bị là rất nhiều, tiết đang kiệm nghèo. Rất nhiều thời gian dành cho Crazy Dog. Đang phải đi lút lẻ, đang nghèo tự nhiên làm phát có bốn cái hòm luôn. Và ở đây thì Matrix, Gunner Master là những người bị bắn vào, và đó là một pha đi xe lỗi rồi. Và đương nhiên dưới họng súng của các thành viên team Matrix thì không hề có một cơ hội gì dành cho player của Gunner Master trong pha xử lý vừa rồi. Chỉ là một lỗi nhỏ nhỏ thôi nhưng đó bị trừng phạt một cách rất nhanh chóng. Cái giá rất đắt cho Gunner Master vào game đấu này thì họ cũng sẽ chỉ tiếp tục thi đấu với 3 người mà thôi. Trong khi đó Matrix bây giờ thì có vẻ như ghe đang di chuyển hoàn toàn tách biệt so với 3 thành viên còn lại. Có phải một tiếng quay trở lại với nhau hay không đây? Gunner Master thì sau khi mất một người, họ đang di chuyển đến khu nhà khác, nhưng ở đây đang có chủ sẵn rồi. Và Gunner Master gặp có Silent là người đầu tiên nằm xuống. Và bên phía Duty họ đang muốn đẩy ra bắt đốt đi hai mạng còn lại của Gunner Master. Chúng chờ xem nào, Capon và Silent liệu rằng lối thoát nào hay không đây. Capon đang cố gắng nhấp nhã ở đây nhưng rõ ràng là không thể thoát nổi rồi, quá nhiều hướng bắn vào. Và có vẻ như Gunner Master đây sẽ rồi chấm hết cho họ thôi, nhưng King vẫn đang chơi một mình ở vị trí quá xa, và có vẻ như King sẽ tiếp tục sinh tồn được trong game chiều này. Tôi cứ tưởng là King đi cùng với hai người đồng đội còn lại cơ. Khá là may mắn King đi lẻ nên là còn giữ được cho mình mạng sống, nhưng nếu như mà đi cùng với những người đồng đội tôi nghĩ là tầm này nằm rồi. Và ở đây chúng ta có được một cái thính đầu tiên, một khẩu DPS, thêm một cái nòng giảm thanh của sniper, và đương nhiên rồi một set 3 nữa. Nhưng mà cái thính này thì chỉ có cái set 3 là có giá trị thôi. Chính và phần nào đó thì là cái giảm thanh của và có sniper. Lẽ thì nó sẽ là một món quà dành cho Vgaming đúng không, khi mà rơi khá gần vị trí với cả Vgaming. Wow, và King bí hộp luôn. Bây giờ thì đi đâu đây? Quay có lẽ là lại. Do những người đồng đội nằm xuống sớm quá nên King buồn một chút co giật. Quay trở lại DOT thì rõ ràng rồi họ đã ôi uầy chun thấy mấy cái hòm ngon quá, lút vứt cả xe đi luôn cho cẩn thận ạ. Tí nữa chạy ra nhặt lại hơi mệt nha. Một pha rất là biểu diễn tới từ anh chàng chun. Không biết là cái xe nó có trôi đi quá xa hay không. Chắc chắn là trôi rồi, cái quả đồ này tao thoải như thế này cơ mà tôi nghĩ rằng nó phải trôi xuống đường quốc lộ. Không, với một cái chiếc xe trượt tuyết thì nó tôi nghĩ là nó không trôi à, quá xa đâu. Đây đây đây, nó chỉ trôi ngay đây thôi. Vấn đề nó là một chiếc xe trượt tuyết. Tôi cứ tưởng là một chiếc xe ô tô cơ. Và bây giờ thì Vin Signature họ đang có đường di chuyển vào bo từ góc 12 giờ rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem là họ sẽ chọn hướng nào đây. Trong khi đó thì các thành viên của Team Talon họ đang có màn mà ở khá gần IG Sport rồi. Và có lẽ là mình và Cường xin phép các bạn là nghỉ trong 5 giây để uống một ngụm tại Warrior đã. Cho nó bừng tỉnh, chơi cho nó đỉnh cái. Có lẽ là lúc đầu một ai đó, một trong hai chúng ta nói nhầm thành map Myanmar. Rất xin lỗi các bạn, và thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả diễn biến của game thi đấu này. Đây sẽ khả năng cao có một tình huống giao tranh giữa IG Sport cùng với đó là Talon. Tuy nhiên rằng nên nhớ rằng hôm qua là một ngày mà Talon đang bắn rất bay nha. Đã có một game thi đấu mà họ lấy được cho mình tới 17 hay là 18 mạng gì đó. Tuy nhiên thì chỉ là một cái top 2 khi mà họ bị gục ngã trước các thành viên của Bóc Gaming mà thôi. Quay trở lại với cả trận chiến giữa Talon với IG Sport thì sao đây? Vẫn tiếp tục là những cơn mưa bom mìn được dội sạc. Tuy nhiên thì chưa có một máu nào bị mất cả. Vẫn tiếp tục thì hai team chỉ nhìn nhau mà thôi. Thêm quả lửa nữa trả ra rồi, nhưng quả lửa đó rõ ràng chưa cháy tới vị trí Suna. Suna đã cố gắng thay đổi vị trí và những đồng đội anh thì cũng đang hỗ trợ từ xa rồi. Suna liệu rằng có bị đe dọa tính mạng hay không đây? Talon quả như chưa hề muốn buông tha cho Suna một chút nào cả, khi vẫn tiếp tục là những pha mà căn vết để ném bom sang. Tính đến thời điểm hiện tại thì Crazy Dog đang là team có được cho mình nhiều điểm hạ gục nhất với 4, DOT có 2. Những vị trí còn lại đó là IG Sport, Matrix cùng với Fire Love mỗi người có được cho mình 1 điểm hạ gục. Và ở đây thì cái tình huống giao tranh này khả năng là Huy nghĩ rằng nó có xảy ra được hay không? Khi mà mình chỉ có duy nhất Sunoa ở đây thôi, những người đồng đội thì giữ một khoảng cách khá xa để có thể back up. Ở đây AMC thì có lại tranh có rồi. Một cái tình huống đi xe vào và Kokodai là người đầu tiên bị hạ gục. Một mạng dễ dàng cho vị trí của rồng mà thôi. Trong khi đó thì MC rõ ràng rồi, họ không muốn đâm đầu tiếp vào nữa và chuyển hướng ngay lập tức đến từ Boom cũng như là cả Zik. Và rất đen cho bên phía của AMC. Thậm chí rằng là rồng cũng đang muốn kiếm thêm luôn. Zik bị bắn yếu rồi, nhưng cự ly đang dần trở nên là quá xa. Và mình nghĩ rằng là Zik vẫn sẽ an toàn mà thôi, nhưng mất đi một người cũng sẽ là một cái khó khăn nhất định cho MC Esports trong game thi đấu này. Một game mà Crazy đó khá là lộc lá đấy chứ. Họ lấy được cho mình hai khu nhà và có những thứ di chuyển thì liên tiếp là có những team khác họ đi lạc qua. Có thể nói là các đội tuyển của chúng ta ở nửa dưới của bảng xếp hạng đang có một vấn đề, đó là cái vị trí scout đang chưa phát huy được nhiều tác dụng. Trong khi đó thì Dino của Talon suýt chút nữa thôi đã phải bỏ mạng lại trong tay của Zach. IG Sport rồi vẫn tiếp tục cuồng táp sang, nhưng có vẻ như là cái tảng đá đó sẽ che chắn hoàn toàn cho Pino mà thôi.
và sẽ chưa có thêm mạng nào dành cho IG Sport ở thời hiện tại đâu. Với các thành viên của Talent, Pino đang có một khoảng cách khá là xa, có vẻ như là Pino đang muốn mở cánh, nhưng có lẽ đó là một câu trả lời tới IG Sport. Và giờ thì tự nhiên Pino lại đẩy mình về một cái góc khá là khó rồi. Giờ thì làm sao để có thể di chuyển được nữa đây? Nên nhớ rằng Talent ở thời điểm hiện tại chỉ là còn lại có 3 người mà thôi. Nhưng mà Taka đã nằm xuống ở quãng thời gian đầu rồi. Vinsignature đâm vào căn nhà của FFQ. Dicky đang là người gần nhất ở đây. Lợi thế hơn người dành cho Vinsignature. Tuy nhiên thì FFQ là những người chủ động hơn. Bắt đầu có những làn đạn đầu tiên được trả qua tới The Chopper. Một người yếu rồi. Vũ Thỏ đang bắt đầu đẩy qua. Tiêm một tình huống sấy nữa của Jun, nhưng đây là một khẩu Uzi. Nó không có quá hiệu quả một tầm xa như vậy. Vẫn đang là 4v3 thôi, nhưng với cự ly đội hình này mình nghĩ rằng hai team sẽ có một team phải bỏ mạng lại trong pha thi đấu này, và chúng ta xem đó sẽ là ai đây. Zini, bình thường thì bạn ấy chơi ở vị trí cover, nhưng có vẻ như hôm nay sẽ được đổi lên là tanker, trong khi đang là người đứng ở gần như tiền tuyến bên phía team VCHR rồi, và Chip với Dun mới là những người kê từ phía xa. FFQ thì sao đây? Chopper đang là người nấp sau hàng rào, trong khi đó thì cả Minky cũng như là Dicky nữa thì đều là những người ở gần. Chúng ta xem vẫn là những pha rền rứ nhau mà thôi, chưa thể mở cánh được. Đây là một đội hình mà các thành viên của FFQ họ đang chủ động lùi ra khỏi nhà, nhưng Minky thì vẫn đang bị kẹt ở trên khu vực tầng 2. Rồi thì sẽ phải chờ đợi tham minh mà thôi. Góc đứng của Dicky đang là khá xấu, nét được trả ngược vào tới từ Chopper. Minky đẩy xuống tầng 1 làm gì thế này? Minky bị bắn yếu rồi, nhưng quả nét của Chopper knock out được Vũ Thỏ. Minky đổi thêm một mạng nữa của Zini. Và bây giờ thì Chip làm gì đây? Chip bắn lỗi skill và đó là double kill dành cho Dicky. Chỉ rất nhiều người của Vin nằm xuống thôi, mà chỉ có lại đó là cái tên Dun thôi. Nhưng Dun cũng bắt đầu bị bắn sang, và lối đi nào cho Vin sẽ chờ đây quá khó rồi, nhưng vẫn kịp thời knock out thêm một người, và đó chưa Dicky. Tìm ơi, chính xác hơn là Chopper là người để xuống và kết thúc nốt mạng cuối cùng bên phía Vin sẽ chờ, và đó là một pha giao tranh tuyệt vời đến từ các thành viên nhà FFQ. Họ không mất thêm bất cứ một ai cả. Một pha giao tranh nó quá đẳng cấp tới từ FFQ. Tuy nhiên thì Vin sẽ chờ vừa rồi cái vị trí của Chip cũng đã có một pha xử lý khá là lỗi. Nhưng mà bây giờ thì Fire Love sau khi biết các thành viên của FFQ vừa giao tranh với một team thì họ ngay lập tức đâm vào. Ngư ông đắc lợi rồi, Dicky nằm xuống dưới họng súng của Lộc Ismi. Chopper chưa lộ trong tiếng này, Chopper bắn lỗi skill rồi. Nhưng bây giờ thì Minky 2k là người có mạng của Kin 2k2. Và ngay lập tức là một pha đổi mạng của Lộc Ismi. Số 1 đổi mạng Dicky tiếp, và bây giờ thì còn lại Chopper với khoảng 10 máu mà thôi. Chopper vẫn đang cố gắng quẩy ở đây nhưng không được rồi. FFQ dừng chân lại vị trí top 14, và đó là một tình huống mà chọn thời điểm quá hợp lý từ Fire Club. Mặc dù đối diện thủ của họ là một đội tuyển mạnh hơn rất nhiều là FFQ, nhưng rõ ràng rồi, vừa giao tranh xong, chưa kịp hồi phục lại lượng máu thì với cái lợi thế hơn người, Fire Club họ đã làm được và quét sạch đội của bên phía FFQ. Trời rất cục luôn. Vòng bo tiếp theo cũng đã có rồi, và nó là một vòng bo giật về góc 3 giờ của cái vòng bo trước. Cũng sẽ phần nào đó gây ra một chút khó khăn cho những đội tuyển đang ở hơi xa bo như là Crazy Dog. Nhưng mà phần lớn những team còn lại thì đều đã ở trong bo rồi. Và mình nghĩ rằng là sẽ cũng không có quá nhiều những cái đột biến ở thời điểm hiện tại đâu. Khả năng cao là vòng bo tiếp theo nó sẽ giật về khu đảo phụ thôi. Và các team như là AMC hay là EVS và cả Infinity IQ cũng như là Eros Gaming sẽ có những cái sự bất lợi nhất định khi mà họ sẽ phải di chuyển vào trong vòng bo tiếp theo. 44 player còn lại ở phút thi đấu thứ 17, và vừa rồi là một pha nhận đam của White Soul Easy. Trong cái đó thì ở góc nào đó Zico có mạng với khẩu mini 14 rồi. Bắt đầu sang với những ngày thi đấu đầu tiên ở tuần 2 này thì tôi thấy rằng tần suất của những khẩu semi sniper nó bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, chứ không còn là những cái vũ khí chuyên để sấy với những cái scope to như là khẩu M4 hay là Scalar nữa rồi. Infinity IQ họ vẫn đang tiếp tục muốn bắn sang các thành viên của Event Assassin rồi. White Soul Easy bị kẹt lại đây, và liệu rằng có thoát đi được hay không đây. Bắt đầu trả smoke ra rồi, và có vẻ như với quả smoke đó thì White Soul Easy sẽ an toàn mà thôi. Tuy nhiên thì Jun vẫn đang cố gắng tìm kiếm cái mạng của White Soul Easy, nhưng rõ ràng là hơi khó để có thể knock out đối phương, chứ đừng nói là có thể có mạng được. Cự ly đang là khá xa, và đặc biệt là tầm nhìn đã bị che khuất bởi rất nhiều thứ nữa. Ở một diễn biến khác thì IG Sport đang tiếp cận cái tòa lâu đài của AMC, nhưng mà rõ ràng nếu như di chuyển lên thì IG Sport sẽ đội tuyển gặp bất lợi hơn rất nhiều. AMC đang có một tầm nhìn rất đẹp và bao quát ở đây. Fire Alert thì sau khi có mạng FQ họ cũng bắt đầu dục dịch di chuyển vào bo rồi, và đang ở rất gần đội Crazy Dog nha. Và Huy liệu có dự đoán rằng đây sẽ là team thứ 3 là con mồi của Crazy Dog hay không? Có vẻ như hôm nay Crazy Dog đang khá là lộc lá. Chính xác, Crazy Dog như kiểu là một cục nam châm khổng lồ vậy. Họ hút được rất nhiều những đối tượng khác vào, và liên tiếp là những pha có mạng. Bây giờ thì Fire Love họ tỉnh táo hơn rất nhiều những nạn nhân trong Crazy Dog rồi. Họ biết là có địch ở đây và đang thi đấu cực kỳ là chậm rãi và cẩn thận mà thôi. Nhưng đừng nói với tôi sẽ là một pha phi xe qua nha. Vậy là Fire Love đang muốn giấu xe trong tình huống này thôi. Và tuy nhiên thì cái vị trí đó nó đang ở khu vực map bo.
Đấy, cùng chờ đợi xem pha có bát đó ai sẽ là người chiến thắng đây. Trong khi đó thì Eros Phước Ti vừa bị cấu máu rồi. Đây là player cuối cùng còn lại bên phía của Gunner Master. Kinh có chỉ một mạng rồi nhưng không thể nào xử lý được trong tình huống 1v4. Và đó là điểm đầu tiên dành cho Eros Gaming. Đồng thời thì nó cũng đã là dấu chấm hết cho Gunner Master rồi. Top 13 dành cho họ. Và chúng ta chỉ còn lại đó là 12 team với 42 player mà thôi. 18 phút trôi qua, so với map PKD thông thường thì đây cũng là một cái tốc độ khá là cao rồi. Và trong khi đó FireRed bây giờ bắt đầu có một người chơi di chuyển đi, đó là Kin 2k2. Nhưng nên nhớ rằng là có cả chiều ở vị trí đó. Và liệu rằng Kin 2k2 có chạm mặt chiều hay không đây? Đây rồi, đã có những hit bắn đầu tiên nổ ra và Kin 2k2 ngay lập tức bị độc ao bởi chiều. Và sẽ làm tiếng confirm thôi. Rõ ràng là có thể có mạng gì bên phía của Crazy Dog, tuy nhiên thì họ vẫn chưa muốn nhoi lên để bắn ngay. Và chiều là người tiếp cận để bắn rồi, nhưng chiều đang phải di chuyển từ ngoài bo vào. Chúng chờ xem FireRed có thể cứu lại được Kin 2k2 hay không đây. Vâng, bây giờ thì chiều cũng đã nhận những cái hit đam được trả ngược lại tới từ số 1. Chiều biết rồi, những người đồng đội của Crazy Dog thì vẫn chưa dám đẩy lên. Và đây gần như sẽ là một tình huống xử lý độc lập của chiều thôi. Crazy Dog đang là khá xa, và nếu như chiều bị nốc thì sẽ rất khó để có thể cứu được. Trong đó thì Kin 2k2 có lẽ là thời gian còn lại cho anh chàng này cũng không nhiều đâu. Newty quyết định đẩy sang để có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Một câu trả lời tới số 1 khi mà headshot đi Crazy Dog vị trí quan trọng. Và bây giờ thì cân bằng về người rồi, nhưng Kin 2k2 đã bị thời gian đốt chết đi. Vâng, một pha mà hai team đang cầm chân nhau ở ngoài Blue Zone khá là lì lợm đây. Và sẽ là mất mát rất lớn cho cả hai bên thôi, tôi tin là như vậy. Vẫn tiếp tục giữ lại ở đây và đến từ cái team mà chưa hề quay muốn bỏ đi cả. Rõ ràng thì hiện tại thì nếu như di chuyển trước sẽ là người bị bắn vào. Và chúng ta cùng chờ đợi xem sẽ có thêm nạn nhân nào nằm xuống không đây. Như vậy thì chiều hở lưng rồi và ngay tức bị Long Xmi knock out. Đang muốn confirm ngay tức đến Long Xmi có làm được hay không. Chiều chỉ còn lại khoảng 1/2/3 lượng máu mà thôi. Có vẻ như đang khuất tầm nhìn rồi nhưng không được. Long Xmi vẫn thể kết thúc được mạng của chiều. Thêm một người đã ra đi rồi trong một tình huống mà hai team này quá lì lợm trong cái việc cầm chân nhau. Một pha mở cánh rất rộng tới từ Newty cũng như là số 1 đã khiến cho chiều phải nằm xuống. Và đó là một tiếng 1-1. Nhưng bây giờ thì Crazy Dog vẫn tỏ ra là cực kỳ lì lợm khi họ đang có vẻ như là muốn trả thù những người đồng đội của mình. Họ sẽ là một pha kêm cầu. Và chúng ta cùng chờ xem Fire Love con đường vào bỏ họ sẽ là như thế nào đây. Không thể sang cầu được một cách dễ dàng nữa rồi. Bơi qua thì cũng gần như điều bất khả thi. Nhưng nên nhớ rằng đây là vòng thứ tư thôi. Nếu như họ có nhiều máu, mình nghĩ rằng là có thể mở rộng ra hơn một chút cũng được. Bắt đầu trả thêm những quả lửa ra rồi. Thì lại không tránh trúng Faro và bây giờ thì Nelty mất kiên nhẫn và đang cuống di chuyển đi bằng xe rồi, không thể thoát được khỏi họng súng của Faro. Thêm một người chơi nữa Fire bị knock out và Long Xmi liệu rằng có thể bắn trả vào người của Faro được hay không đây. Góc bắn của Long Xmi là có, tuy nhiên thì Long Xmi cũng đang bị nhận đam từ Faro rồi, cố gắng sấy luôn từ Long Xmi nhưng không thể được. Một pha sấy AK với cái scope 3 thật sự ấn tượng tới từ Faro. Nhưng bây giờ thì số 1 cũng đã bắt đầu di chuyển với chiếc xe thổ của mình rồi. Vòng bo đốt là khá đau khi mà đây đã là vòng bo thứ tư. Cả hai team vẫn chưa ai quyết định bỏ đi cả. Có lẽ sẽ là một cuộc chiến một mất một còn chăng? Trong khi đó thì trong khi mà Crazy Dog và FireRed họ đang bận cầm chân nhau ngoài bo thì tất cả team còn lại họ đã vào trong bo rồi và đã chiếm cho mình những cái vị trí riêng. Và gần như là sẽ không có những giao tranh trong vòng bo đâu. Ngoại trừ cái tên IG Sport và MC đang hơi gần nhau ra thì những team còn lại đều đang khá thoải mái. Còn đối với Crazy Dog và FireRed mình nghĩ rằng là có lẽ FireRed họ bỏ lại mạng ở đây rồi. Quá khó chịu đến từ đường Crazy Dog, họ chỉ để rồng vào trong bo còn lại trọng và Faro thì vẫn đang là giữ chân các thành viên thì FireRed lại ở ngoài bo. Mình nghĩ rằng là các thành viên của Crazy Dog cũng nên tìm cho mình một con đường để có thể di chuyển đi. Và Faro đang muốn đẩy cánh nhưng gần như là hết phạm vi di chuyển rồi. Và liệu có muốn tiếp tục bơi qua tới từ Faro hay không? Trong khi đó thì các thành viên của FireRed họ đã quyết định bỏ đi với những chiếc xe của mình. Và giờ thì Faro đang bị bo đốt khá đau, đôi khi là chết ở dưới nước trong tiếng này thì hơi thảm đó nha. FireRed họ di chuyển vào nhưng trước mắt họ lại đang là mule của Yvette Assassin. Và nếu không cẩn thận thì hoàn toàn có pha bị xế xẻ đây. Và bên phía Yvette Assassin có vẻ như họ đang có mối bận tâm khác rồi. Đó chính là vị trí của số 1 bên phía FireRed. Và tạm thời thì Lock Xmi sẽ an toàn pha di chuyển bằng xe của mình mà thôi. Nhưng bây giờ thì liệu rằng FireRed họ có thể thoát được khỏi Yvette Assassin hay không đây? Đội tuyển đã đợi sẵn đây từ rất lâu rồi. Với những cái chiếc xe để khá là lộ liễu như thế này thì mình nghĩ rằng là FireRed cũng sẽ biết mà thôi. Yvette là những người chủ động hơn nhưng FireRed có vẻ như cũng không quá cố gắng đẩy sâu hơn vào trong khu vực thành phố này. Nhưng Lộc Xmi đang đi một cái hướng mà khả năng cao là sẽ nằm, bắt đầu nổ súng rồi nhưng nó chưa có đủ sự chính xác. Bây giờ thì Naui hạ gục đi vị trí số 1. Đang là rất nhiều những cái lợi thế, thậm chí phá xe tới Naui luôn. Tình huống mà Yvette Assassin
họ đang có lợi thế hơn là rất nhiều rồi. Nelti cố gắng bỏ chạy nhưng số 1 thì chắc chắn sẽ phải nằm lại mà thôi. Và Long Ismi trong cái quãng đường tháo chạy của mình cũng đã bị bắt bởi thiên Crazy Dog rồi, và có vẻ như đây sẽ dồn huyết cho Firelab, chẳng không còn nhiều hướng di chuyển dành cho Nelti nữa. Cố gắng cứu lại số 1 nhưng Ivesin đang bắt thời gian là rất tốt rồi, di chuyển ngay lên lập tức, và đây sẽ là mạng cho bên phía Ivesin. Tôi tin chắc là như vậy và cũng là dồn chấm hết cho Firelab top 12 dành cho họ. Vgaming cũng đã đụng độ với Matrix rồi và chúng ta cùng chờ đợi xem là diễn biến sẽ như thế nào đây. Cao đã nằm xuống, trong đó thì Marco vừa bị knock out đi. Giờ thì Matrix chỉ còn 2 mà thôi. Khả năng combat tay đổi của Vgaming cũng là cực kỳ ấn tượng. Và trong pha xử lý này thì rõ ràng Matrix là những người thua thiệt hơn khá nhiều. Họ chỉ còn lại có 2 người. Trong đó thì Vgaming còn nguyên một layup với 4. Brick thì đã lộ vị trí rồi. Và tôi nghĩ rằng trong pha xử lý này thì Matrix họ nên bỏ đi và chơi thiệt chuyện sinh tồn đi thì hơn. Marco đã bị confirm rồi, chỉ còn lại đã Brick và Ghe mà thôi. Tuy nhiên thì hơi khó cho Brick để thoát khỏi tầm ngắm của thành viên Vgaming được. Liệu rằng Brick có phép màu nào đến vay không đấy? Như vậy là bắt đầu bị bắn sang rất sát rồi. Và chỉ suýt chút nữa thôi thì Tuấn Z đã có thể có mạng của Brick. Vẫn còn những cái phớt e ở đây cũng như là cả nước và cả bên Pew nữa để có thể hồi phục lại lượng máu. Tuy nhiên thì mình chưa thấy ra cái hướng đi nào khả quan cho Brick thời điểm hiện tại cả. Mình nghĩ rằng Ghe cần phải làm một điều gì đó thì Brick có thể thoải mái hơn. Chúng ta còn lại 34 player. Trong khi đó thì Na'Vi lại tiếp tục bị bò đốt chết rồi. Liên tiếp là những cái tình huống cầm chân ở ngoài bò. Và bây giờ thì điều tì một quả nết, liệu có chính xác hay không đây. Một quả nết hơi thừa lực một xíu. Trọng và Rồng đã khá yếu rồi. Và ở thế hiện tại điều tì đang có cho mình tới 4 kill. Một con số cực kỳ là ổn định luôn. Trong đó thì Ghe vừa ông đi Tuấn Z rồi. Ghe confirm ngay đi Tuấn Z. Vẫn là cái tên Ghe thôi. Một trong những player ta thể thấy được bắn cực kỳ là chắc tay ở vị trí cover. Và bây giờ thì đưa trở về được pha thi đấu là 3v2. Liệu rằng Matrix có thể thoát được hay không đây? Đâm thẳng vào luôn thì Vgaming rồi, rất tự tin. Và Ghe có thêm lần nữa tỏa sáng hay không? Bậy nhảy ra bắn rồi, và đó có vẻ như sẽ là chấm hết cho Ghe hay không? Ghe vẫn kịp thời có thể knock out được cái tên Bensu. Ghe vẫn đang di chuyển rất linh hoạt đây và có thể bắn ra được. Và điều quá xuất thần đến từ cái tên Ghe. Vgaming họ bị diệt hoàn toàn bởi chỉ một mình cái tên Ghe mà thôi. Và đó là dấu chấm hết cho họ một pha thi đấu 4v2 thất bại cho phía Vgaming. Quá là mẫu mực tới từ Ghe cũng như là Brick. Chúng ta thấy 4v2 vẫn có thể làm được khi mà đẳng cấp của Matrix đã lên tiếng. Và bây giờ thì quay trở lại với cuộc cầu này thì các thành viên của Infinity IQ cũng đang bị bắn vào. Chỉ là một cái cầu thôi, chúng ta thể thấy Eros, IG Sport và cả các thành viên bên phía Infinity IQ nữa. Suna vừa ủng đi White So Easy và đó là dấu chấm hết dành cho EVS Assassin. Một cái phase thứ 6 đang diễn ra rất nhanh chóng khi chúng ta đã mất đi phần lớn lượng player rồi. Trong khi đó thì IG Sport đây gần như đã trở thành một cái bia tập bắn cho rất nhiều đội tuyển. Infinity IQ, AMC và cái Rốt đều có thể bắn vào team IG Sport được. Và lối đi nào cho họ đây, tôi chưa nhìn thấy một cái hướng khả quan nào cả. Và bây giờ thì đến lượt Ferrari đang trả đam vào vị trí của Gao Hồng. Vẫn là khả năng êm thật sự quá ấn tượng tới từ Ferrari. Điểm đầu tiên dành cho anh chàng này. Và đó là cứu thứ hai dành cho đội hình bên phía của Infinity IQ. Và trong đã lúc rất đó cố thì gắng, tuy nhiên thì IG Esports cũng chỉ là những cái bia tập bắn mà thôi. Trong lúc đó thì chúng ta cũng phải nói là chia tay với thêm hai team nữa. Và MC đang cố gắng làm một cái điều gì đó nhưng không thể làm được rồi. Một tình huống di chuyển thẳng qua cầu theo phong cách cực kỳ cảm tử quân. Và đó là mạng dễ dàng di chuyển bên phía của Dali. Nếu như ở hai khu vực bên cầu này nó không phải là Eros cùng với Infinity IQ thì tôi nghĩ rằng là còn có thể qua được. Chứ để cho hai team này bắn thì thôi, có lẽ là bao nhiêu xe cũng sẽ rụng hết. IG Sport bây giờ thì gần như họ trở thành những cái con cá rồi. Chính xác, quan trọng là ai câu đây. Có hai người câu cá đây, đó là Infinity IQ cũng như là Eros. Sẽ để cho ai câu từ IG đây chứ tí nữa bò vào thì mình nghĩ rằng là IG Sport không bị bắn chết thì cũng bị bò đốt chết mà thôi. Quan trọng là họ thích chết kiểu nào. Vòng bò tiếp theo xuất hiện và có cơ hội cho bộ đôi của Matrix đấy chứ. Khi mà cái cánh họ không có ai cả và lẫn đang là những cái căn nhà tạm thời là đẹp. Trọng vừa có mạng của Leo rồi. Bây giờ thì bên phía Crazy Dog họ còn lại hai người nhưng vẫn đang thi đấu một cách khá là hổ báo. 9 kill dành cho Crazy Dog rồi. Bây giờ đi DOT. Cự ly đội hình đang là khá xa và sẽ không có những tình huống hỗ trợ cần thiết đâu. IG Sport bắt đầu lên cầu và đó là một mạng dành cho Nana. Sunoa bị hạ gục trong tình huống vừa rồi. Cơ quan 1v4 lộ vị trí rồi và đó là double kill dành cho Nana. Một rất dễ dàng, có mạng mà thôi. Tuy nhiên thì EVQ cũng đã nhận được khá sát thương. Và liệu rằng đây là thời điểm Eros họ đẩy sang để clear EVQ ngay lập tức hay không? Dali Web1 đang là cái đầu tiên đi sang rồi. Bên phía bên kia thì Nana đã bị knock và có vẻ như cả Zico cũng vậy nữa. Jun và Ferrari cần phải tỏa sáng tình huống này nếu như muốn cứu lại được tình thế dành cho bên phía EVQ. Và giờ thì Ferrari đang muốn tạo đột biến đây nhưng không được rồi. Phước Tì kê lại là quá trì và Ferrari nằm xuống ngay lập tức. Infinity IQ họ chỉ còn đó là Zico cũng như là Jun mà thôi. Chắc chắn là ở góc nhìn thứ ba này sẽ không thể nào công được cái kiểu như vậy dành cho Ferrari đâu.
Và đó là dấu chấm hết dành cho bên phía của Infinity IQ rồi. Một cái khoảng tham minh tham dự vào cái cuộc tình này nó là quá tốt tới từ Aeron Gaming. Và họ có được cho mình tới 9 kill rồi. Liệu có phải thêm một trận thi đấu nữa mà họ đang bật cái mốt đồ sát của mình lên hay không đây? Trong khi đó thì Crazy Dog cũng như là DOT, họ vẫn đang phải cầm chân nhau và hai team đều đã nhận những cái lượng sát thương, những cái thiệt hại khá lớn trong những pha giao tranh vừa rồi. Crazy Dog chỉ có lại hai người chơi mà thôi, DOT thì cũng vậy, Matrix cũng còn hai, chính xác là thì DOT còn ba thì phải, và Matrix còn hai. Chỉ có duy nhất Eros thời điểm hiện tại là họ còn nguyên cả 4 người chơi mà thôi, và đó sẽ là một thế khá lớn cho họ, đặc biệt là khi cánh họ đang khá trống trải nữa. Bây giờ thì Rồng bị knock out rồi, súng của cá Ghe ngay lập tức hạ gục đi Chun với một pha headshot đang muốn confirm tới từ Ghe nhưng có vẻ như là không được rồi. Cá đổi thêm cho mình một mạng của Rồng nữa, và bây giờ thì có lẽ là Trọng làm sao để có thể vào được bo đây. Một cái vị trí ao bo và lại còn phải đổ đèo nữa. Quá khó Trọng thời điểm hiện tại, và mình nghĩ rằng là cái top 1 đang ngày càng đến gần với tầm tay của team Eros rồi. Khi mà DOT, Crazy Dog hay Matrix họ còn đang quá bận phải lo lắng lẫn nhau, thì Eros đang cực kỳ thoải mái để có thể hồi phục lại lượng máu cũng như là tìm cơ hội để có thêm cho mình điểm hạ gục. Và bây giờ thì Dali rất cẩn thận bắn cả xe của Trọng luôn, có vẻ như Trọng đi rồi. Trọng có lẽ đi chân lạnh toát luôn rồi. Playzone thì đang bắt đầu thù, và Trọng quyết định đó là lên siết xe đã gần nổ, và gần như là một free kill dành cho Thiên từ DOT team mà thôi. Một trận thi đấu có thể chấp nhận được dành cho Crazy Dog với một lượng kill khá là ổn định và dừng lại ở top thứ tư. Bây giờ đến break có một pha bắn tốt ở đây, Thiên nằm rồi nhưng vị trí của Manchester United đã bị lộ. Tình huống đang đưa trở về đó là 4v2v2. Bên phía của Eros thì gần như vẫn đang chơi cái tư thế là ngư ông đắc lợi mà thôi. DOT và Matrix thì họ đang cố gắng gạt đội tuyển còn lại, và có vẻ như đây là pha đang muốn tranh chấp vị trí top 2 hơn là top 1 để cho Matrix và DOT. Và bây giờ thì Chun một tiếng di chuyển xe đánh võng hơi quá đà rồi định quay xe nhưng mà không được, đó là mạng dễ dàng cho đối phương. DOT họ dừng chân lại ở vị trí top 3 và chúng ta chỉ là Matrix và Eros mà thôi. Break có thêm mạng của cá nữa, nhưng liệu rằng Gear Break có thể có thêm một pha 2v4 thành công hay không đây? Lần này thì đối thủ của họ cũng không khác mấy so với VGaming, đó là đội hình bên phía của Eros. Nhưng đây là một cái góc mà... Ồ, vậy là có cơ hội nha. Vòng bo tiếp rồi. Theo nó đã dọi tên các thành viên của Matrix. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu đẳng cấp phi có thể lên qua rồi hay không. Tuy nhiên thì thời điểm tại F1 với pha phi xe của mình cũng đã vào bo và tạm thời công phiên đá đền nấp. Brick đang bị bắn vào từ rất nhiều hướng, và đó là mạng cho Phước Tì. Một pha mở cánh rất hợp lý. Tiếp tục thì Ghe cũng đã bị cấu xong, và Ghe chỉ còn lại khoảng một nửa lượng máu mà thôi. Lối đi nào cho Ghe đây mà không thể làm được rồi. Brick đã đứng quá là hớ anh trong tình huống vừa rồi.